Chào các em, hôm nay đến tiết vật lý chính thì cô sẽ dạy em bài 24 là từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua. Phần 1 là mã từ phổ đường xuất từ có ống dây có dòng điện chạy qua thì em đã học rồi từ phổ của cái 500 thẳng. Còn hôm nay chúng ta học về từ phổ của ống dây. Thì muốn làm từ phổ của ống dây thì chúng ta cũng phải có bảng nhựa và trên đó chúng ta quấn có một ống dây và ở bên trong người ta để là gì đây, mạc sắt. Thì đây là cái sơ đồ mạch điện. Chúng ta cho dòng điện đi qua cái cuộn dây này và cho cái mạc sắt được sắp xếp như thế nào. Và người ta yêu cầu em như thế, cái gì thì câu C1. Câu C1 thì người ta kêu so sánh từ phổ của thanh 500 và cho biết là gì đây, từ phổ của cái ống dây này giống nhau và khác nhau như thế nào. Thì ở đây chúng ta rắc đều lớp mạc sắt lên tấm nhựa có luồn sẵn các vòng dây của một ống dây và có dòng điện chạy qua, rồi gõ nhẹ tấm nhựa. Chúng ta gõ nhẹ tấm nhựa cho các mặt sắt này phân bố trên cái bảng nhựa này. Thì đây là cái từ phổ của ống dây có dòng điện đi qua. Và người ta kêu em so sánh với 500 thẳng. Thì em thấy là về một bên là của đường xuất từ hoặc là từ phổ của cái 500 thẳng. Một bên là từ phổ của ống dây. Chúng ta xem coi nó có giống nhau và khác nhau như thế nào. Thì nhận xét về hình dạng của các đường xuất từ thì nó ở phía ngoài nó cũng là các đường cong thép thấp kính đi từ cực này sang cực kia của 500 và đi từ đầu này sang đầu kia của ống dây. Thì chúng ta trả lời câu C1. Giống nhau là phần từ phổ ở bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua và bên ngoài 500 giống nhau, nó đều là những đường cong thép thấp kính. Khác nhau là trong lòng ống dây cũng có các đường mặt sắt sắp xếp gần như song song với nhau. Nhận xét về hình dạng của đường xuất từ thì đường xuất từ của chúng ta nó cũng là những đường cong thép khép kính, giống như là các hình của các đường xuất từ của 500 thẳng. Đây là cái đường xuất từ của một ống dây đồng. Từ thí nghiệm này chúng ta thấy này, chúng ta đặt cái 500 kim 500 lên trên các đường xuất từ để cho các đường xuất từ sắp xếp chiều của đường xuất từ. Như vậy là chiều của đường xuất từ nó sắp xếp là gì đây? Cái mũi tên mà màu đỏ của chúng ta đó là cái chiều của dòng điện chạy trong ống dây. Còn chiều của đường xuất từ thì là cho các 500 định hướng. Và là về ống dây chúng ta cũng có là về đi vào một đầu và đi ra một đầu của ống dây. Đây là cái mũi tên màu đen là chiều của đường xuất từ của ống dây có dòng điện đi qua. Giống như hai thanh 500 thì hai đầu ống dây các đường xuất từ cũng có chiều đi vào một đầu và đi ra một đầu. Và em lưu ý là về nếu như đi vào đầu nào thì nó sẽ là về đó là cực nam, còn đi ra đầu kia là ở cực bắc. Phần kết luận này sách giáo khoa em có, em ghi trong sách giáo khoa cũng được. Thì em thấy là gì đây, bây giờ cho dòng điện có ống dây có dòng điện thì ở trên này người ta để là gì, các kim nam 500, và khi chúng ta đổi chiều dòng điện thì nó sẽ như thế nào ha. Đổi chiều dòng điện thì chiều đường xuất từ nó cũng thay đổi không đổi theo. Như vậy chiều của đường xuất từ phụ thuộc vào cái gì, chúng ta sang phần 2 âm la mã. Một là chiều của đường xuất từ có ống dây chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào, thì nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố, là nó phụ thuộc vào cái chiều dòng điện quy tắc. Để xác định chiều của đường xuất từ trong ống dây thì người ta đưa ra một cái quy tắc này người ta gọi là quy tắc nắm tay phải, và chúng ta phát biểu quy tắc nắm tay phải. Nắm bàn tay phải rồi đặt sau cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái chỏi ra chỉ chiều của đường xuất từ trong lòng ống dây. Nên là cái quy tắc nắm tay phải, cái quy tắc này chúng ta xác định chiều của đường xuất từ ở trong lòng ống dây. Lý do là gì? Ống dây chúng ta không có cực nam và cực bắc, cho nên chúng ta sẽ không xác định được chiều của đường xuất từ mà chúng ta phải dùng quy tắc nắm tay phải. Bây giờ ở đây người ta cho một ống dây chiều dòng điện như thế. Đặt bàn tay phải, nắm bàn tay phải rồi đặt sau cho bốn ngón tay theo chiều dòng điện này. Từ đây là chiều của gì đây?
chiều của dòng, dòng điện ngón cái chỏi ra là chỉ chiều của đường sức từ. À, cái màu đỏ chính là chiều dòng, dòng điện chúng ta đi từ trên đi, đi xuống. Ngón cái chỏi ra thì chỉ chiều của đường sức từ. Như vậy là cái mũi tên màu xanh chứ nó chỉ là chiều của đường sức sức từ. Chiều của đường sức từ đi từ đâu? Từ trái sang sang phải. Đó là chiều của đường sức sức từ. Tương tự cô sẽ cho em xem một số cái hình ảnh. À, chiều dòng điện đi từ dưới đây đi lên thì chúng ta nắm như thế này, từ dưới đây đi lên. À, từ dưới đây đi lên, tính từ đây đi lên, từ dưới đây đi lên. Ngón cái chỏi ra như vậy, chiều của dòng điện là chiều màu đỏ. Chúng ta sẽ có chiều của đường sức từ đi từ B sang sang A. À, chiều của đường sức từ đi từ B sang sang A. Cực đầu nào là đi ra là cực bắc, còn đầu nào đi vào là cực nam. Nam ký hiệu là chữ S. Và N là cực bắc. Nâng tờ ống dây. Hay đặt cái bàn tay trái như vậy. Ha. Bàn tay nắm tay phải như vậy. Cũng đi chiều của đường sức từ là đi từ đâu? Từ B sang sang A. Tương tự cực bắc, cực nam. Tương tự ống dây. Đặt bàn đá bên đây, nhấc lên. Như vậy là đường sức từ đi từ đâu? Từ A sang sang B. Mũi tên màu đỏ là chỉ chiều của dòng điện. Chiều đường sức sức từ là đi từ A sang sang B. Cực A là cực nam. Cực đầu B là cực bắc. Sang ba la mã là phần vận, phần dụng. Thì người ta cho ống dây xác định tên các từ cực. Thì cực màu xanh là cực gì đây? Là vào nam ra ra bắc, cực màu xanh là cực bắc. Nào. Trên hình có một 500 vẽ sai chiều, hãy chỉ ra đó là kim 500 nào và vẽ lại. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là kim số nào sai chiều em? Là kim số 5. À, kim số 5 sai. Chúng ta đổi chiều lại. Đó là áp dụng quy tắc nắm tay, nắm tay phải. À. Dùng quy tắc nắm tay phải xác định cực của ống dây với chiều của dòng. Thì đi từ B sang A. Đi từ B sang A, đầu B là cực nam, còn đầu A là cực bắc. Quy tắc nắm tay phải dùng để làm cái gì? Xác định chiều của đường sức từ ở đâu mấy em? Ở trong ống của ống dây có dòng điện chạy qua. Đường sức từ của ống dây là những đường cong không khép kín, là nó là sai, là chúng ta chọn đó câu B. Rồi về nhà mấy em làm bài tập từ bài 24.1 đến bài 24.5 trong sách bài tập trang 29 và 30. Và mấy em thứ là xem sự nhiễm từ của sắt và thép 500 điện. À, và mấy em lưu ý vì sao người ta dùng lõi sắt non để chế tạo 500 điện. Chào các em.